Hello, em Cường xin chào các bác nhé. Hôm nay các bác xem cái video này thì các bác muốn chửi em thế nào thì chửi. Đấy. Các bác có chửi em là bưng bô cũng được, các bác có chửi em là Vino cũng vẫn được nhé. Các bác chửi thoải mái và chửi tẹt ga. Đấy. Thì hôm nay em xin phép em chia sẻ cái video nói về con VF3 sau khi trực tiếp em là người sử dụng nó đi. Trên cái phương diện của một người dùng, em tin rằng là có những người thì ghét, không thích. Nhưng mà em vẫn tin rằng là có những người đang rất lăn tăn không biết có nên mua nó hay không. Đấy, em đã trước đây hôm nọ em đã làm một cái video là có nên mua VF3 hay không rồi các bác ạ. Đấy, thế tuy nhiên thì hôm nay sau khi trải nghiệm thực sự thì em sẽ chia sẻ với các bác là cái con này nó như thế nào. Và sau khi em trải nghiệm, em khen nó hay em chê nó thì cũng không phải là em bán nó các bác nhá. Thế cho nên là các bác cứ yên tâm một điều rằng là em chia sẻ một cách công tâm nhất. Đấy, cái con xe bị va chạm đâm đụng em còn dám chia sẻ ra để em bán cho các bác. Huống chi là một cái con xe gọi là cái con xe VF3 này em mua để mà đi. Đấy. Thì tiện cái lúc mà đang vào đây đợi sạc một chút thì em cũng xin chia sẻ các bác như thế này. Sau hơn 200 km sử dụng nó thì các bác biết rồi, đi thành phố mà hơn 200 ngày chỉ đi loanh quanh thôi thì các bác biết là nó như thế nào rồi đúng không? Đấy, nó bao nhiêu ngày mới hết đúng không? Em nhận con xe này thì cũng đã được vào khoảng gần nửa tháng rồi. Đấy. Và hôm nay thực sự là lần thứ ba em vào em sạc. Thì mỗi lần trước thì em chỉ vào em sạc một tí thôi. Đấy, nhưng có hơn chục ngày thì em vào 3 lần. Nhưng mà mỗi lần em chỉ vào em sạc 20-30 phút thôi. À, không phải 20-30 phút, 20-30% em thử. Đấy, chứ không phải là sạc đầy. Ngay cả hôm nay em sạc nó, đây các bác nhìn này. Em sạc nó thì nó cũng đang ở cái mức là còn 43% pin nữa cơ. Đấy. Dỗi dỗi thì em ra em sạc, nhưng thực chất thì sạc con này hôm nọ có một lần xuống thấp nhất là 28% thì em sạc cho nó và cũng chỉ đâu đó khoảng 30-40 phút là đầy ắc phè rồi. Đấy. Và hôm nay đấy là hôm thứ hai, và hôm nay là hôm thứ ba là em vào đây này. Và tổng số km nó đi được đang là 263 km. Đấy. Và bây giờ thì em xin phép là em xuống em cắm sạc cho nó đã nhá. Xong giờ là em sẽ đấy. Gần nhà em có rất nhiều trụ sạc nhanh này, dọc kia. Đấy. Và hiện tại thì VF3 đang được sạc miễn phí các bác ạ. Đấy. Muốn sạc VF3 thì rất đơn giản thôi các bác. Đây. Đấy. Mở nắp này ra. Rồi, đấy, thấy chưa? Mở ra như thế này nhá. Đấy, xong dán đây, nhấc cái này ra này. Đấy. Ok. Nhấc cái này ra, bây giờ là chỉ việc cắm vào thôi là nó sẽ sạc luôn. Đấy. Rồi, ok. Đấy. Cắm vào như này nó bắt đầu sạc này. Đang là sạc miễn phí cơ. Sạc miễn phí đến tận tháng 7 năm sau các bác ạ. Đấy, đây. Rồi. Thì đây là em ngồi luôn trên con này và em hiện tại là em vẫn đang để điều hòa. Đấy, động cơ thì không chạy nhưng mà nó đang để điều hòa. Đây em có thể quay sang cho các bác xem qua cái phần sạc của con này nhá. Đấy. Đây phần sạc của con này đây. Thời gian nếu mà sạc đầy thì nó báo là 49 phút. Nhiệt độ pin thì có 28 độ thôi. Đấy. Cái quãng đường dự kiến là đi còn lại đi được 49 km và pin còn 43%. Cái thời gian dự kiến còn lại là nó sẽ không chuẩn đâu các bác. Tí nữa nó sạc nhanh lên ấy thì là nó sẽ nhanh hơn nhá. Tí nữa rồi các bác xem thế mà xem. Bình thường sạc tầm 30-40 phút thôi là nó đã lên đến 70-80% rồi, là các bác tha hồ rồi. Nhưng con này của em nó đang còn đến 44% pin cơ. Đấy. Rồi. Bây giờ thì em xin phép là chia sẻ về cái con này. Đầu tiên muốn chia sẻ về nó thì mình phải nói về cái độ gọn của nó đúng không? Đấy. Cái độ kiểu như là nhỏ gọn của nó đi ở trên phố thì có lẽ là cái này thì các bác đều biết rồi. Con này về cơ bản nó cao thì nó rất là cao và trong nó cứ chọn ở bên trong nó rất là rộng. Đấy, cộng với cái là nó lại ngắn, thế thành ra là đi cua rất là sướng khi mà đi ở trong thành phố, trong nội đô. Đấy. Chạy cao tốc thì em cũng chạy thử một đoạn rồi và nó chạy thoải mái ở cái tầm khoảng 80 km, 90 km/h, nó chạy vô tư luôn. Đấy. Đây. Ở bên ngoài này thì thôi các bác chịu khó là tham khảo cụ thể sau hoặc là trên mạng nhé, về cái hình thức các thứ của nó nhé. Còn bây giờ thì em nói sâu hơn về cái có nên sử dụng nó có ok hay không. Đấy, đây nó đang báo sạc này, 49% này, mới sạc được 1 phút này. Đấy, đã lên đấy 41%, bây giờ đã lên 45% rồi này. Đấy, đây. Đấy, rồi, bây giờ thì em sẽ vào trong xe, em chia sẻ các bác. Thực ra mà nói thì mới một người mà mới đi và trải nghiệm cái con xe mà tầm khoảng đâu đó là hơn 200 cây thì không nói được gì. Nhưng thực sự là với một người kiểu như là từng trải và kinh nghiệm về ngành ô tô thì em thừa sức em có thể là chia sẻ các bác được là có nên mua hay không. Đấy. Nhiều bác lăn tăn lắm đúng không? Đấy. Thì đầu tiên thì em thấy được rằng là ban đầu thì vợ em nhìn cái xe này thì bảo rằng là con này em vợ không đi đâu. Nhìn nó cứ cục mịch kiểu gì không đi đâu. Để con X7 đấy vợ đi.
rõ ràng vợ em nói 100% thế. Thế là em về em làm ngon lành hết, lắp biển hết xong em ra em chỉ cho đi. Đi con này em bảo là thôi thì không đi cũng được, nhưng mà lên chồng chỉ cho đi. Đấy, chứ nó không giống như những con kia mà cần số nó ở trên tay này. Mặc dù là chân ganh, chân ga, chân phanh nó cũng đều giống nhau, thế nhưng mà cái cần số nó như thế nào, cách mở cửa như thế nào, rồi thì là cách cho nó khởi động như thế nào, không cần phải ấn nút khởi động như nào, thì là chồng em lên em chỉ cho nhà em. Thì em chỉ xong các bạn, chỉ xong rồi chiều lấy đón con. Từ đấy trở đi bỏ luôn X7 luôn, không đi con này nữa. Bắt đầu là đi khen với các chị đánh hội đánh pích cùng là ôi con này đi thích lắm, đi sướng lắm. Đấy, bởi vì đi trong đô thị nó cua nó sướng, nó lại gọn nhỏ nhỏ này nhá, đi rồi nó loanh quanh loay choi đi nó sướng. Đấy, đi đón con đón cái, đưa đón con đón cái các thứ là toàn lấy nó đi hết rồi, và bây giờ chính thức là bỏ X7 không đi nữa rồi. Đấy. Thì về cơ bản ấy thì nói về cái bất tiện nhiều bác sợ là cứ phải sạc đúng không? Như em thì em nói thật với bác là mười mấy ngày em mua xe rồi và đây là lần thứ 3 em vào sạc. Đấy, lần là lần thứ 3. Lần đầu tiên là em vào sạc từ 28 đến 100%. Lần thứ hai thì em vào thử, đấy, khoảng tầm 10-15% em lại đi. Vì hôm đấy em đi lấy cái xe cho thằng nhóc nhà em mới tiện em vào em sạc thử. Nhưng mà đang sạc thì là phải ra lấy xe, thế thành ra là không sạc được. Và hôm nay là lần thứ 3 thì nó còn đâu có 40-mấy%. Đấy. Thì là em sạc vào lần thứ 3. Nhưng mà khi mà vào sạc như thế này ấy, các bác em vẫn để điều máy và điều hòa nổ các thứ, thậm chí là em ngả ra em ngủ các thứ là bình thường, không sao cả. Và cái thời gian sạc của nó thì nó dao động vào đâu khoảng từ 3 đến 50 phút đi. Đấy, buổi tối hoặc là buổi sáng, sáng ra thì em đi giả sử nếu em có sử dụng nó đi sạc thì em có thể vào cái chỗ sạc này, em cắm sạc ở đây, em đi ra ngoài đường em ăn xong một bữa sáng nhá, ăn xong một bát bún bát phở ngay ở ngay ngoài đường thôi, cách đây khoảng tầm 40-50 mét là ngoài đường quốc lộ đây này. Đấy, đây là cái sân trong của một cái khách sạn, và cái khách sạn này người ta bỏ đất ra để làm tạo ra cái khu vực này để làm các trụ sạc cho mọi người vào đây sạc, và sau này sẽ là kiểu như ăn chia với Vin ấy. Đại khái là kiểu như nào thì em không biết. Đấy, nhưng đại khái là nếu như trường hợp mà đi sạc một tuần, các bác có thể là phải đi sạc lấy một lần. Đấy, hoặc là hai lần cũng được, không sao. Nếu các bác đi nhiều, như em đang nói là một tuần, mỗi một ngày đi mà 20-30 cây thì 3-7-21 thì một tuần các bác mới phải sạc đúng không? Nhưng mà chúng ta không thể đi đến kiệt 100% pin được. Thế cho nên là thường là ví dụ như là 2 tuần là các bác sạc 3 lần, đấy, khoảng 5 ngày một lần. 5 ngày đến 6 ngày một lần, 5 ngày đến 6 ngày. Thì khi mà trong 5 ngày 6 ngày đấy, các bác chỉ việc là dậy sớm một chút đúng không? Đến cắm cái xe vào đây phát ra ngoài kia ăn bữa sáng xong các bác quay vào lấy xe đi làm, chuyện rất bình thường, không sao cả. Đằng nào các bác cũng phải đi ăn sáng. Đấy, nên chiều về cũng thế, chiều các bác về nghỉ ngơi, nhiều bác về để về làm gì? Về ngồi quán bia đúng không? Đấy, về ngồi quán cà phê với bạn với bè đúng không? Thì các bác vào đấy ngồi cũng được, vào đấy để cắm cái xe đây ra ngoài ngồi quán cà phê cũng được, chả sao cả. Đấy, thì cái đấy là cái mà nói rằng là cái nói đến cái bất tiện của cái xe sạc, tuy nó không thể bằng cái xe xăng. Đấy, thế nhưng mà các bác vẫn có thể bố trí được cho nó trong vòng 4 5 6 ngày các bác đi sạc cho nó một lần, thoải mái. Đấy, mà sạc không phải là quá lâu nhá. Còn nếu các bác cứ để đến xuống tầm khoảng 30%, sau đó là các bác chỉ cần cắm 30 phút thôi nó lên 80-90% là ok rồi đúng không? Đấy, các bác chỉ đợi 30 phút thôi, ăn sáng chỉ tầm đấy thôi. Các bác có thời gian hơn nữa thì có thể đợi cao hơn nữa thì nó sẽ sạc đầy. Đấy. Thế cho nên là cái con này thì em thấy nó cá nhân em đánh giá, em không bán con xe này, các bác lưu ý hộ em là em không bán và em không bưng hô cho ai nhá. Đấy, em không bán nó cho nên là em cũng không cần thiết phải nói xấu nó hay cho nó cả. Đấy, thế cho nên là em thấy rằng là để mà mua con này đi ở trong đô thị quá tuyệt vời luôn. Đấy, mặc dù là cái chi phí của nó cũng mất vào hơn 30.000 một ngày, ví dụ như các bác thuê pin thì mất 30.000 một ngày đúng không, tháng 900 đúng không, là 30.000. Đấy, nhưng mà đi ô tô bây giờ mất 30, nhiều bác lại bảo là mẹ đi 30.000 mà tao đi cái xe xăng thì cái tiền xăng tao đổ thì tao cũng đi được 20 cây số. Bây giờ một cái xe xăng bây giờ nó cũng phải ăn hơn nghìn một cây số đúng không? Thế nhưng con này bây giờ kể cả không đi vứt ở nhà thì cũng mất 30.000, tức là mất 20 km xăng. Đấy, thì các bác lại cứ tính là như thế. Thế nhưng mà về cơ bản ấy thì cái tiền điện của con này nó mất cái tiền thuê một ngày 30.000, thì các bác sẽ so sánh với là một cái xe xăng nó cũng chạy gần đấy thì nó xem nhau, thì về đúng là như thế các bác nhá. Đấy, các bác mà mua một con Morning cũng được, con i10 cũng được, nhưng mà các bác phải lưu ý là cửa tiền nó giống nhau. Đấy, ví dụ như con này lăn bánh của em nó đang là 239 triệu này, 239 triệu, các bác mua cái xe khác 239 triệu thì các bác mua cái xe gì? Đấy, ví dụ như là con Morning tầm đời 2014-15 là số tự động. Còn em không nói số sàn không có cửa so với các bọn xe điện này, vì em đang nói như thế. Đang nói là số tự động mà 2014-15 con xe chạy gần chục năm rồi, bảo trì bảo dưỡng của nó chắc chắn nhiều. Cái con xe điện này thì có gì đâu mà bảo trì bảo dưỡng các bác. Dầu mỡ mọi thứ thì chả phải thay, nó đổ mỗi nước làm mát thôi. Chạy để chạy loanh quanh, chả chạy xa, thế là các bác vô tư luôn chứ không cần phải nghĩ cái đấy nhiều. Khi mà các bác mua cái xe hơn 200 mà cái xe cổ,
xe xăng ấy, thì sẽ chắc chắn được rằng là sẽ vất vả hơn cái việc là bảo trì bảo dưỡng các thứ cho nó. Đấy, bao nhiêu nghìn cây thì phải thay dầu thay mỡ, bao nhiêu nghìn cây thì là phải thay nước làm mát, rồi thì lại tất cả những cái thứ bảo dưỡng hệ thống điện các thứ linh tinh lai tai, rất nhiều thứ ở trên cái con xe xăng, bởi vì là nó cấu thành bởi những cái động cả một cái động cơ đốt trong cơ. Còn con này là có mỗi motor điện. Đấy, cho nên là các bác thoải mái. Đấy. Tiếp đến nữa là khi mà sử dụng như thế này, có những cái bất tiện gì khi sử dụng cái xe này? Thì nói thật với các bác là nếu như mà xe đi thường xuyên đông người thì hơi bất tiện một chút, là luôn luôn phải gập cái ghế lên cho người sau đi vào. Luôn luôn phải gập. Còn như nhà em chẳng hạn, vợ em đưa hai cháu đi học ấy, thì cứ một đứa lớn lên trước thì nó đi, nó bước phát nó đi vào trong này, bước đi vào trong mà đứa kia lên thì ngồi đây. Đấy, và hai đứa thì nó cứ phải thay nhau như thế. Còn nếu như mà thường xuyên phải mở ra mở vào, bốn người lớn đi thường xuyên ấy, thì con này nó hơi bất tiện. Và nó bất tiện ở cái đấy này, ban đầu nhà em cũng hơi ngại ở cái việc là cứ phải gập ghế lên cho con lên này. Đấy, đúng không? Thế nhưng mà rồi làm mãi thì nó cũng thành quen thôi, không sao cả. Đấy, còn nếu như mà chở đồ chở đạc các thứ nhiều ấy, thì con này là cực kỳ bất tiện. Bởi vì nó nói thẳng các bác là nó không, gần như nó không có cốp, gần như nó không có cốp ở đằng sau luôn. Đấy, thế thành ra là muốn để đồ để những cái thứ để toàn bộ để trong khoang này hết, chứ không phải ấy gì cả. Em phải bật thêm cái điều hòa cho nó mát, bởi vì vừa rồi em tắt đi. Còn điều hòa con này thì mát thôi rồi các bạn. Điều hòa con này thì nó không có cái hệ thống làm mát sang bên làm mát cho pin, thế cho nên là toàn bộ phần nhiệt phần lạnh của nó là nó đưa thẳng vào trong khoang này cho chúng ta luôn. Và nhiều bác thì bảo là mát cực sâu, mát như dòng xe Nhật, như Vios và như những dòng xe Nhật luôn, mát sâu được như thế. Thì em cũng nhận thấy rằng là điều hòa mát cực sâu. Đấy, lái thì nhẹ. Đấy, đi thì loi choi, đi quay đầu rồi thì các thứ linh tinh ấy, hoặc là đi vào những chỗ ngõ ngách nhỏ ấy, các thứ thì cực kỳ dễ luôn. Đấy, bản thân em đi loanh quanh em thích đi con này, chứ không nói thì con X7 đâu nha. Đấy. Đấy, còn bây giờ thì chắc chắn là có nhiều bác có tầm khoảng hơn 200 triệu để mà lựa chọn con này. Đấy. Thế nhưng mà em thì em nói thật với các bác là em thấy là quá ok so với cái nhu cầu sử dụng của nhà gia đình em. Đấy, đi xa thì em có xe rồi, còn đi loanh quanh thì con này quá ok luôn, chứ không có gì phải nghĩ phải bàn cả. Đi một vài chục cây quay đầu thì không phải bàn. Đấy, còn bây giờ thì em vẫn ngồi đây để sạc điện thoại cho nhà em. Mà mấy hôm nữa em đi Trung Quốc thì nhà em ở nhà đi một tuần sau có thể là cũng không phải sạc đâu các bác ạ. Đấy, các bác vô tư chưa? Đấy, rồi ok. Có lẽ rằng là clip nó hơi miên man một chút, thế nhưng mà em cuối clip thì em nhận định được một cái điều rằng là nên mua. Nếu như các bác chỉ để đi loanh quanh các thứ thành phố các thứ là đều ok. Mua con xe này hay là mua con Morning hay con i10 tầm cửa 250 lùi để mà đi loanh quanh thành phố thì con này chắc chắn là nên mua. Em khẳng định với các bác một điều như thế luôn. Đấy. Thế còn em không có xe này bán đâu nha. Đấy, chứ không các bác lại nghĩ rằng là bưng bô cho ông Vượng để ông bán xe thế nọ thế kia, nhưng mà không. Em không có con này để bán, cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm cái việc đấy. Đấy. Còn các bác cứ thử hỏi xem trên hội xem có ông nào kiểu như là ân hận khi mua cái xe này không. Chắc chắn vẫn có những ông ân hận bởi vì là không đúng nhu cầu. Đấy. Ví dụ như là đặt con xe này về một phát thì là đi mới không thấy nhu cầu, đi thường xuyên đông người ở đằng sau quá, hay là đi xa quá phải sạc pin các thứ nhiều quá, ngày có thể là đi tầm khoảng 6-80 cây số chẳng hạn đấy, 1-2 ngày lại phải đi sạc pin một lần. Đấy. Thì là các bác đấy sẽ thấy được rằng là khá là bất tiện, nó bất tiện. Thế cho nên là lại đăng bán. Thế cho nên là khi mà một con dòng xe mà sử dụng ấy thì được bán lại cũng rất là nhiều. Nhiều bác chắc chắn cũng lại sẽ comment bảo rằng là ơi sao ngon sao nhiều người đăng bán thế, đúng không? Đấy, nên đăng bán là bởi vì là họ chót đặt rồi và họ không đúng nhu cầu của họ thì họ đã bán. Đấy, hoặc là nhiều con xe này đăng bán là sale bọn đội mua bán. Ngày xưa nó cứ bỏ tiền ra nó đặt, sau đấy là xe nó về nó bán chênh hơn nó kiếm lời thì nó vẫn đăng nó bán bình thường, và những cái con này chưa biển, chưa lăn bánh mới lấy trong hãng về bán cũng rất nhiều luôn. Đấy, nhưng đấy là những cái sale trong hãng hoặc là một số anh em có tiền người ta đặt trước. Đấy, về là người ta xác định luôn là để người ta bán. Đấy, mà người ta đặt mới về người ta bán lại các bác ạ. Đấy, thế cho nên là không phải nghĩ ngợi gì về cái con này cả. Đặc biệt là kênh review xe nổi tiếng Việt Nam cũng đã review với xe một con mới ra ở Bingo, con Bingo. Hiện tại thì con này đã về Việt Nam. Đấy, cái công suất thì là mô men xoắn các thứ nó hơn con này gần gấp đôi. Thế nhưng leo cái dốc không leo được nếu chở 4 người. Còn với con này vẫn leo bình thường. Đấy, với con này leo cái dốc đấy vô tư luôn và cũng đã quay hẳn video rồi. Mà cũng không hiểu tại sao mà nó lại có thể là làm được cái việc đấy khi mà con kia của nó cấu hình cũng như là công suất được tất cả mọi thứ thì nó đều gần như gấp đôi con này. Đấy, mà nó không leo được cái dốc đấy, nhưng con này leo vô tư luôn. Đấy, thế cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm về độ khỏe của con này, độ chắc chắn con này. Nhưng mà nói thật các bác là em vẫn hơi lăn tăn cái càng A một tí. Càng A có thể là hôm nào em sẽ tháo ra và em gia cố lại càng A phát nữa là nó ngon lành luôn các bác ạ.
Đấy. Ok nhá, xin chào các bác. Bác nào còn lăn tăn về cái con VF3 thì có thể là cân đối thêm nhá. Cân đối thêm nhưng đề nghị các bác là không comment khiếm nhã nhá. Đấy, người Việt phải ủng hộ hàng Việt. Đấy, nhưng mà ủng hộ hàng Việt nó phải ngon hơn hàng tàu thì hắn ủng hộ. Còn nó mà đều hơn hàng tàu ấy thì thôi không cần ủng hộ. Các bác cứ hàng ngon mà các bác mua nhá. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.